chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường của truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 56,05 đến 56,52 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 250.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,08 triệu đồng một lượng mua vào và 56,38 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 220.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 320.000 đồng một lượng theo chiều bán ra. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 18 tháng 9 năm 2020 là 23.196 đồng. Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam EVFTA chính thức thực thi vào đầu tháng 8 năm 2020 đã có nhiều dấu hiệu tích cực trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU. Tính riêng nửa đầu tháng 8 năm 2020, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU đã tăng 11% so với cùng kỳ tháng 7 và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 63 triệu đô la Mỹ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, số lượng đơn hàng trong giai đoạn này chủ yếu tập trung ở những mặt hàng thịt cá ngừ đông lạnh, thịt cá ngừ hấp đông lạnh các loại, cá ngừ ngâm dầu, sốt đóng hộp. Đây đều là các sản phẩm đang được miễn thuế hoàn toàn hoặc miễn thuế theo hạn ngạch ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Với sự tăng trưởng vượt bậc tại các thị trường trong 2 tháng gần đây, có thể thấy việc được hưởng ưu đãi thuế quan từ hiệp định EVFTA đang tạo ra sức hút cho các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam. Dự kiến xuất khẩu cá ngừ sang EU sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan hơn trong những tháng tới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu dệt may khó khăn, để bù đắp sự thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu, hiện nay các doanh nghiệp dệt may đã tăng cường đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa. Tiếp tục theo đuổi dòng thời trang nam thanh lịch sang trọng, cũng như minh chứng cho sự tăng trưởng và phát triển vững vàng của doanh nghiệp trong thời gian qua. Hôm nay, Tổng Công ty 28 đã khai trương cửa hàng thời trang Belluni 100 tại Co-op-Mart Quy Nhơn. Belluni có nhiều sản phẩm từ chất liệu thiên nhiên, từ vải sợi sen, vải hầu, vải sợi tre như vest tông, áo sơ mi, quần tây, quần kaki, áo thun và các phụ kiện thời trang thiết kế sang trọng. Nhân dịp khai trương, Belluni giảm 20% sản phẩm nguyên giá tại hai cửa hàng Co-op-Mart Quy Nhơn và Bixi Quy Nhơn. Ngoài ra, Belluni dành tặng 100 phần quà hấp dẫn cho 100 khách hàng đầu tiên mua sắm tại cửa hàng mới Co-op-Mart Quy Nhơn. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu, nhưng sức mua trên thị trường bánh Trung Thu vẫn rất chậm. Về giá bán, giá các loại bánh của một số thương hiệu lớn dao động từ 50 đến 165.000 đồng một bánh. Các loại bánh cao cấp để biếu tặng với thiết kế hộp đựng trang nhã bắt mắt có giá khoảng từ 300.000 đến 4 triệu đồng một hộp, tùy vào loại nhân, số lượng bánh, thiết kế hộp. Mức giá này tương đương với năm ngoái. Giá một số loại bánh cao cấp được ưa chuộng tăng nhẹ khoảng từ 5 đến 10%. Lớn lên trên vùng đất miền Trung đầy nắng gió, chúng tôi luôn thấu hiểu sự nhọc nhằn của người nông dân nơi đây. Không ngừng đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhà máy phân bón Long Mỹ với các sản phẩm NPK chuyên dụng mang thương hiệu Mặt Trời Mới đã tốt, nay lại thuận lợi hơn cho nhà nông. Bộ sản phẩm NPK chuyên dụng cho cây lúa MTM với đầy đủ các chất trung và vi lượng, giúp bà con nông dân chăm bón dễ dàng. Với MTM01 giúp bón thúc cây con. Với MTM02 giúp bón thúc đón đồng. MTM năng suất cao, đảm bảo chất lượng nông sản. Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông. Bản tin thị trường hôm nay của truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.